Tập 2. Đồn cảnh sát. Cô kể rõ ràng lại coi, cô đã mất đồ vật giá trị gì? Tôi đã mất một cái váy màu đen không tay và một cái váy màu đỏ rượu vang liền thân hở sau lưng, cộng thêm một cái áo khoác màu xanh lá đậm. Phía bên này là màu xanh lá đậm, còn bên này thì làm bằng da. Ê, đồng chí à, tôi đã miêu tả kỹ càng mà sao anh viết có vài chữ vậy? À, cô đừng có gấp, tôi vẫn còn chưa viết xong mà. Vậy anh nhớ viết vào nha. Chúng đều là quà ba tôi tặng cho tôi đó. Mỗi một món quà đều có giá trị và ý nghĩa đặc biệt của nó. Từ khi công ty của ba tôi xảy ra chuyện, tôi phải dùng hết sức của mình để giúp ông ấy trả hết nợ. Cho nên tôi đang có ý định ngày mai đem những món đồ đó tới tiệm cầm đồ để cầm lấy tiền. Nhưng mà bây giờ thì mất rồi. Ba tôi thì lại mất tích. Nhà của tôi cũng bị niêm phong. Khó khăn lắm tôi mới gom được số quần áo đó, nhưng bây giờ lại bị mất hết trơn. Tôi thật sự không còn cái gì hết. Ê, cô ơi, cô đừng kích động như vậy mà. Bây giờ cô tới đây tìm đồ hay là tìm ba của cô? Các anh có thể tìm ba tôi sao? Các anh có thể giúp tôi tìm ba tôi thật sao? Tôi muốn tìm ba tôi. Ba tôi mất tích rồi. Trước giờ tôi chưa từng mất liên lạc với ông ấy lâu như vậy đó. Mất tích bao lâu rồi? Cả một ngày trời. Tôi khuyên cô một câu, chờ thêm một chút. Khi nào mất tích quá 48 tiếng đồng hồ thì chúng tôi mới lập án được. Cô cũng đừng kích động quá. Chúng ta tìm quần áo của cô trước đã. Hả? Sao anh không viết thêm chữ nào nữa vậy? Không phải cô chỉ mất quần áo thôi sao? Anh phải viết là váy liền thân màu đen không tay. Được. Áo khoác ghép da màu xanh lá. Áo khoác gì? Áo khoác ghép da màu xanh lá. Làm việc đồng chí. Cảm ơn nha. Nghiêm Tổng, anh biết tin tập đoàn Cao Thị bị phá sản chưa vậy? Chuyện này đã được các cơ quan xác nhận. Địa ốc Cao Thị tuyên bố phá sản. Chủ tịch Cao Trọng Đạt hiện đang mất tích. Tòa án đã ra lệnh niêm phong toàn bộ tài sản của Cao Thị. Hôm nay nhiều bài tập thiệt đó. Phải đó. Cần không về nhà làm bài đi. Được rồi, ngày mai gặp lại. Mai gặp lại. Bye bye. Con chào ông. Mới đi đá banh về hả? Em luôn miệng nói với chị em là bạn tốt với vợ quá cố của người ta, nhưng bạn của em còn chưa siêu thoát thì em đã chạy tới nhà người ta rồi. Em không sợ người ta nói ra nói vào hay sao? Chị à, em đã nói với chị rồi mà, là chị Phương nhờ em làm như vậy. Chị ấy nói con gái chị ấy còn rất nhỏ, chị có giao cho em chị ấy mới yên tâm. Em câm miệng đi. Không lẽ em không biết miệng đời cay nghiệt thế nào sao? Em mới 20 mấy tuổi mà thôi mà đã dây dưa với nhà họ. Sau này làm sao lấy chồng chứ? Trời ơi chị hai à, bây giờ là thời đại nào rồi? Huống hồ gì em không quan tâm người ta nói thế nào. Em không để ý, nhưng mà chị để ý. Chị đã vất vả cực khổ cho em học tới đại học, không phải để em tự coi thường mình. Em coi thường bản thân hồi nào chứ? Tại chị không hiểu thôi. Cao Trọng Đạt là một người rất tốt. Anh ấy đã cho em một công việc vô cùng tốt. Anh ấy có ơn tri ngộ đối với em. Hơn nữa em cũng rất thương Cao Dương. Nó cũng bị một cô mẹ từ nhỏ như chúng ta. Hơn nữa em cũng đã hứa với chị Phương là sẽ chăm sóc cho nó thật tốt rồi. Chị không quan tâm tới công việc tốt của em. Chị nói em biết. Từ bây giờ em mau cắt đứt mọi quan hệ với Cao Trọng Đạt đi. Chị thật sự không ngờ, không biết từ lúc nào mà em trở nên ăn nói hồ đồ như vậy. Em đã hồ đồ ở chỗ nào chứ chị? Chị à, chẳng lẽ chị không biết uống nước nhớ nguồn hay sao? Tóm lại em đã quyết định rồi. Cho dù thế nào em cũng sẽ tới nhà họ. Em... dù em chỉ còn một hơi thở, cho dù chị có cắt đứt quan hệ chị em với em thì em cũng sẽ đi. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đã khóa máy. Hey, Dương Dương. Ba ơi, sao bây giờ ba mới gọi cho con vậy? Con lo cho ba muốn chết luôn. Mấy ngày nay ba đang ở đâu? Ba có sống tốt không ba? Bây giờ ba đang ở bên anh kêu gọi đầu tư. Mấy ngày nay ba bận hơi nhiều việc, cho nên ba không kịp liên lạc với con. Có thể tạm thời ba sẽ ở đây để lo việc, không thể trở về nước được. Người ba lo lắng nhất chính là con đó. Ba ơi, có phải huyết áp của ba lại tăng cao nữa không ba? Sao sắc mặt của ba xanh xao quá vậy? À, bây giờ ba đang ở khách sạn, có thể là do ánh sáng không tốt thôi con. Ba ơi, bây giờ ba đang ở đâu? Ngày mai con bay qua đó kiếm ba nha. Con có thể ở cạnh ba lo cho ba. Con có thể đi tìm đầu tư giùm ba mà. Bây giờ con bay qua đây thì có hơi bất tiện. Dương Dương à, con phải tin tưởng ba con ha. Ừ. Ba ơi, con tin tưởng ba, nhưng ba phải hứa với con, không được làm gì quá gấp. Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là sức khỏe của ba. Được rồi, ba hứa với con. Nhưng mà con cũng phải hứa với ba đó, nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, hiểu chưa? À phải rồi, bởi vì một số lý do nhỏ bà không thể gọi cho dì Yên, con cứ liên lạc với chị ấy. Ê, bây giờ con còn chưa trở về nhà hay sao? Dì Yên có chăm sóc tốt cho con hay không? À, dì Yên chăm sóc cho con rất tốt bà. Bà đừng lo cho con nữa, bà lo chuyện của mình là được rồi. Ừ. Bà ơi, con nhớ ba lắm, con nhớ ba nhiều lắm. Trời ơi, con khờ quá. Sao lại khóc rồi hả? Ba hứa với Dương Dương, khi nào ba tìm được nguồn vốn thì ba sẽ trở về nước ngay, có chịu chưa? Nhưng bây giờ tình hình bên anh tương đối phức tạp, có thể là ba sẽ không dùng cái số điện thoại này nữa. Ba sẽ tranh thủ thời gian để dùng điện thoại ở đây gọi điện cho con. Con nhất định phải hứa với ba, trong lúc ba không có ở nhà, con phải nghe lời của dì Yên. Ngoan ngoãn chờ ba trở về hả? Con cũng sẽ tìm cách giải quyết chuyện ở công ty. Con sẽ cùng ba giải quyết mọi rắc rối ở trong công ty. Được rồi, đừng nói nữa, ba cúp máy đi. Ba ơi. Tại sao mình vẫn không gọi được cho chị Yên vậy? Chẳng lẽ chị ấy đã xảy ra chuyện gì? Điện thoại thì không gọi được. Bỏ đi, không thể để cho ba lo lắng được. Mình sẽ tự tìm cách. Sao mình lấy luôn cuốn album của gia đình dì Yên vậy nè? Công ty mua sắm trực tuyến EasyGo đã chính thức thành lập. Nghiêm Lịch, đó là cháu trai của dì Yên mà. Anh ta trở về nước thành lập trang web mua sắm. Nếu vậy, anh ta sẽ biết dì Yên đang ở đâu. Triều Dương. À không phải, đường hòa bình. Mau lên xe nhanh đi cô gái à. Mọi người đều sử dụng Union Space để mua vé xe buýt. Nếu cô không có thì dùng thẻ cũng được. Là thẻ tiết kiệm hay là thẻ tín dụng? Hả? Cũng tới rồi. Đối với mua sắm online mà nói, DKK chính là cơ hội quý hiếm để khiến chúng ta nâng cao danh tiếng công ty, cho nên phần phân phối DKK nhất định phải thuộc về chúng ta. Nếu ai vi phạm bất cứ sai lầm nào cũng sẽ bị loại. Nghiêm Lịch! Nghiêm Lịch! Cô dì ơi, cô dì ơi, Nghiêm Lịch, Nghiêm Lịch, cô ơi, cô không được vào trong đâu. Tôi là Cao Dương của địa ốc Cao Thị nè. Tôi có chuyện muốn tìm anh. Cao Trọng Đạt chính là ba tôi. Tôi tới đây để tìm dì Yên. Nghiêm Lịch à, chúng tôi đang họp. Nghiêm Lịch, cô ơi, cô không thể vào trong được. Xin lỗi Nghiêm tổng, tôi không cản được cô gái này. Là cô. Lôi cô ta đi đi. Cô ạ, mà cô đi theo tôi. Anh họ à? Anh họ? Hả? Anh họ? Thật sao? Cô kêu ai là anh họ? Là cậu sao? Anh họ cô là ai? Là anh ta. Nghiêm tổng là anh họ. Sao có thật không? Nghiêm tổng sao phải không? Anh họ Nghiêm Lịch. Là sao? Chuyện này là sao? Nhầm lẫn có gì nhầm lẫn gì? Chắc là có nhầm lẫn gì rồi. Sao lại như vậy được? Có nhầm lẫn gì không? Nghĩa là thật rồi đó. Ai là anh họ của cô? Là anh đó. Chuyện làm việc đi. Anh là anh họ của tôi. Dì út của anh là bạn của mẹ tôi. Từ sau khi mẹ tôi qua đời, dì út của anh vẫn luôn chăm sóc cho tôi. Cho nên trong lòng của tôi, dì út của anh giống như mẹ tôi vậy. Tôi xem dì ấy như người thân của mình. Nếu tôi kêu dì ấy là dì Yên, về vai vế, thì anh là anh họ. Trời ơi, vậy mà cũng được nữa. Anh đừng có sốt ruột như vậy, tôi có tính giật mà. Làm việc. Anh coi, người này là dì Yên, người này là anh có đúng không? Là anh nè. Anh xem đi. Tôi tới đây không phải để quậy phá gì đâu. Tôi đang rất muốn tìm dì Yên. Anh biết dì ấy đang ở đâu không? Tôi không muốn dính dáng tới người đó. Cô tìm lầm người rồi. Không thể như vậy được. Có thế nào cũng là người thân mà. Ai, anh giúp tôi đi mà anh họ. Tôi nói rồi, tôi không phải anh họ cô. Được. Tôi xin lỗi anh vì chuyện xảy ra ở bên anh. Anh là người lớn thì đừng có chấp nhặt. Hơn nữa, chúng ta là người một nhà mà. Anh sẽ không giận tôi đâu, đúng không? Tôi thật sự có việc tìm dì Yên đó. Mấy ngày nay tôi vẫn cố gắng gọi cho dì ấy nhưng mà không được. Anh có thể tìm dì ấy giùm tôi không? Hay là anh có cách nào liên lạc được hay không? Anh giúp tôi đi mà Nghiêm Lịch. Không có. Nghiêm Lịch à. Anh họ. Tôi không phải anh họ cô. Anh là anh họ của tôi mà. Anh làm ơn giúp tôi đi. Tôi nói không phải mà. Chờ tôi với. Anh muốn đi đâu vậy? Chẳng lẽ tìm dì Yên giùm tôi hả? Tôi biết anh là người ngoài lạnh trong nóng mà. Nhìn thì lạnh lùng nhưng mà rất nhiệt tình. Đau lắm đó. Tôi nói với cô lần cuối, tôi không biết cũng không quan tâm người đó, cho nên cô đừng có theo tôi nữa. Anh họ Nghiêm Lịch, anh tính đi đâu vậy? Anh họ Nghiêm Lịch à? Cô, tại sao? rồi. Anh và dì Yên là người thân, cho nên chuyện của dì Yên chính là chuyện của anh. Tôi đã coi anh như anh họ của tôi rồi, cho nên chuyện của tôi cũng là chuyện của anh luôn. Lỡ như dì Yên gọi điện thoại cho anh, tôi đi chung với anh thì dễ tiện liên lạc với tôi hơn. Đi đi. Cô xuống xe đi. Cô không xuống xe tôi báo cảnh sát. Nghiêm Lịch à, chúng ta là người một nhà nên không cần làm phiền mấy anh cảnh sát đâu. Được chứ? Được rồi, anh đưa tôi tới một nơi đi. Tới đó tôi sẽ xuống xe. Đi đi. Tới đó thôi nha. Ừ. Hồi lúc trước tôi thường nghe dì Yên nhắc tới anh. Anh vẫn luôn ở nước ngoài học tập, hơn nữa thành tích cũng rất tốt, là một thiên tài. Dì Yên còn nói với tôi rằng lúc chúng ta còn nhỏ đã từng gặp mặt nhau. Nghe nói lúc đó tôi chỉ mới có 5 tuổi thôi, còn anh thì mười mấy tuổi. À, tôi thắc mắc là sao đó giờ không nhìn thấy anh tới nhà tôi. Không lẽ bình thường anh không có liên lạc với dì ấy hả? Dì ấy là dì út của anh mà, cho dù có mâu thuẫn lớn cỡ nào thì anh cũng phải liên lạc với dì chứ. Chẳng lẽ hai người có mâu thuẫn lớn hơn trời sao? Im đi, không im thì xuống. Chào Lý Tổng. Tiểu đó, nghe nói cô vừa vào làm nhưng thành tích bán ra lại rất tốt. Cô có tin là mình sẽ làm vua bán hàng tháng này không? Tôi nhất định sẽ ráng hết sức. Cố lên. Tạm biệt Lý Tổng. Tạm biệt Lý Tổng. Chị Diệp à. Chào Lý Tổng. Chào chị, nghe nói con gái chị vừa kết hôn. Đúng vậy. Chị tới phòng tài vụ lãnh tiền lì xì đi. Cảm ơn Lý Tổng. Chúc mừng chị. Cảm ơn, cảm ơn. Chào Lý Tổng. Chào cô. Chào Lý Tổng. 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 Lý Tổng. Chào Lý Tổng. Nè, xin mọi người hãy chú ý. Một khách hàng lớn của chúng ta sẽ tới đây trong vòng 1 tiếng nữa. Mọi người hãy cố gắng làm việc giống như bình thường vậy. Làm phiền mọi người rồi. Cố lên. Nào, Lý Tổng đã nhắc nhở rồi. Chúng ta mau chuẩn bị đi. Nè. Ê. Ôi. Hả? Cô làm gì vậy? Cảm ơn anh đã tiễn tôi đoạn đường cuối cùng. Nè. Địa ốc Cao Thị. Không thể gọi được cho tưởng phó tổng. Không biết chìa khóa để ở đâu nữa. Nè, cô làm gì vậy? Tôi muốn vào đó xem lần nữa. Cẩn thận một chút. Nè, cô làm gì vậy? Nguy hiểm lắm. Cẩn thận đó. Được rồi, được rồi. Để tôi à? Để tôi. Anh cẩn thận đó. Chính là dự án xây dựng cuối cùng của địa ốc Cao Thị. Các dự án này là do tôi toàn quyền phụ trách. Chúng tôi vốn định bắt đầu vào cuối tháng, nhưng mà không ngờ lại có chuyện. Dự án này là cô phụ trách hết sao? Vậy tôi hỏi cô, Đất đai của dự án này sẽ báo giá bao nhiêu một mét vuông, chi phí xây dựng bao nhiêu, lợi nhuận dự kiến bao nhiêu? Ai mà biết chứ. Không phải cô nói cô phụ trách nó hay sao chứ? Nếu như cô phụ trách thì ít nhất cô cũng phải biết những vấn đề đơn giản này. Xin chào Robert. Rất vui được gặp anh. Lý Tổng đúng là người mau lẹ. Sao cậu lại biết lịch trình của tôi vậy? Hơn nữa còn đặc biệt nhờ cô Diệp tới sân bay đón tôi nữa. Các vị đúng là chu đáo thiệt. Đây là vinh dự của tôi mà. Chúng ta vào trong thôi. Cô nói thế nào đây cũng là dự án đầu tiên của tôi. Đáng tiếc quá. Đúng là đáng tiếc thiệt. Cũng giống như cô vậy. Đáng tiếc quá. Chuyện gì cũng không biết làm. Cả ngày chỉ biết sống như công chúa. Ba tôi và dì Yên đều nói tôi rất giỏi. Tại sao lại chê tôi chứ? Tài giỏi gì? Cô có gì tài giỏi đâu. Nếu cô tài giỏi thì cô có thể bán hết những tòa nhà này không? Tôi thấy cô chỉ biết tiêu tiền. Cô biết kiếm tiền không? Alo, Tiểu Trân. Anh ta nói đúng. Mình không biết gì về công ty hết. Mọi chuyện lại xảy ra quá đột ngột. Ba không có ở nhà, dì Yên thì mất tích. Mình không biết phải làm gì hay có thể làm gì. Mình đúng là vô dụng mà. Nghiêm Tổng, đại diện của DKK bị Lý Minh Triệt đón đi trước rồi. Chuyện này là sao? Trước đây họ chưa từng qua lại với lại bên Thần Minh, nhưng mà không ngờ lần này họ nhanh tay quá. Lập tức hẹn gặp với họ vào ngày mai. Đối thủ là bách hóa truyền thống, cho nên chúng tôi còn chưa tìm ra phương án đối phó. Lập tức làm đi. Tôi biết rồi. Tôi hy vọng mọi khách hàng bước vào bách hóa Thần Minh, đặc biệt là các vị khách hàng nữ, đã có thể nhận được sự phục vụ rất chu đáo và thật chuyên nghiệp. Vậy tại sao Lý Tổng lại chú ý tới khách hàng nữ chứ? Trên thế giới này có hai giới tính khác biệt nhất, mà một trong số đó là mua rất nhiều thứ trên đời. Đúng vậy. Phụ nữ chẳng những có tiền riêng, còn kiểm soát cả tiền của đàn ông nữa. Nghe nói 80% sản phẩm trên thế giới đều là do phụ nữ tự mua, hoặc là gián tiếp ảnh hưởng tới việc sản xuất sản phẩm. Chính vì vậy, phụ nữ chính là người có mức tiêu phí nhất trên thế giới này. Chỉ cần họ bước vào bách hóa Thần Minh này thì tôi nhất định sẽ phục vụ họ giống như là công chúa vậy. Mời qua đây. Chúng tôi sẽ cho xây dựng một khu quảng cáo sản phẩm với khách hàng ở dưới đại sảnh của tầng 1. Rất tốt. Rất tốt đúng không? Vậy còn các tầng phía trên thì sao? Tôi sẽ cho xây dựng khu nghỉ ngơi dành cho các khách hàng VIP sau khi mua sắm các sản phẩm của thương hiệu DKK. Ý kiến hay đó. Phải. Anh biết không Robert, rất nhiều người đã hiểu sai về từ VIP. Họ nghĩ nó là từ xa hoa cao cấp. Thật ra không phải là vậy. Thứ mà tôi thật sự muốn làm ra chính là sự phục vụ chu đáo đối với tất cả khách hàng của tôi. Đó mới là định nghĩa VIP trong lòng của tôi. Chính vì vậy, người nào mua sắm sản phẩm DKK thì mới có thể bước vào khu nghỉ ngơi của DKK. Đối với DKK mà nói, nó sẽ đem tới một giá trị khác biệt. Đúng vậy. Vị trí nơi này rất thoáng mát, rất thích hợp làm khu nghỉ ngơi. Nếu như có thêm cà phê thì càng hoàn hảo hơn. Có cà phê rồi. Mời anh dùng thử cà phê ở chỗ chúng tôi. Xin cảm ơn cô Diệp. Anh thấy sao? Rất ngon. Anh có biết không, tôi đặt khu nghỉ ngơi ở không gian thoáng mát như vậy, thật ra còn có một nguyên nhân khác nữa. Nguyên nhân gì? Nhìn từ hướng này thì có thể nhìn thấy các thương hiệu cao cấp khác ở bách hóa Thần Minh. Uống chút cà phê sẽ khiến đầu óc của anh tỉnh táo. Sau đó khi anh nhìn ngắm các thương hiệu kia sẽ kích thích anh muốn mua đồ. Thế nào? Bản kế hoạch này của tôi rất có hiệu quả đúng không? Xem ra sau khi nghỉ ngơi, thì nhất định phải đi dạo thêm một vòng rồi. Mua sắm chính là thiên tính của phụ nữ. Mua sắm có thể khiến con người được thoải mái. Cao Dương, Cao Dương. Ngon quá. Cạn ly. Ngon quá. Rượu vang này là tôi đặc biệt mua từ Pháp về. Lúc đó tôi nghĩ tôi sẽ dùng nó để đãi tiệc khai trương dự án. Lần đầu tiên tôi uống loại rượu vang này là vào lễ trưởng thành năm 18 tuổi. Hồi lúc đó ba tôi đã mua loại rượu vang này cho tôi. Cả nhà chúng tôi đều cảm thấy nó rất ngon, rất ngon. Ba tôi nói rượu vang chính là máu giải trong cuộc đời con người. Ông ấy dạy tôi uống, còn dạy tôi cách cạn ly chúc mừng cuộc sống tươi đẹp. Mùi vị của rượu vang vẫn còn không hề thay đổi. Nhưng mà người nhà không còn ở bên cạnh tôi nữa. Công ty cũng mất, nhà bị niêm phong, bạn bè mặc kệ tôi. Chỉ trong một đêm tôi đã không còn cái gì hết. Anh có nhìn thấy không? Đây là cuộc đời của tôi. Mấy giây trước còn đang nằm trong bình rượu mắc tiền, mấy giây sau đã thành một đống mảnh vụn không ai ngờ tới. Thật ra tôi đã làm sai chuyện gì? Thật ra tôi đã làm sai chuyện gì? À! Đồ dễ sợ. Tôi... Anh còn đang chảy máu mũi kia kìa. Anh nhìn thấy cái gì hả? Cô đè lên tôi mà. Hả? Thì cũng tại anh thôi. Tự nhiên anh kéo tôi làm gì? Cô muốn nhảy lầu thì đợi tôi đi rồi cô hãy nhảy được không? Ai nhảy lầu chứ? Anh bị điên hả? Cô không nhảy lầu vậy lên đó làm gì? Tôi chỉ muốn tìm một nơi không có ai hết để la hét giải tỏa căng thẳng mà thôi. Được. Vậy cô la đi ha. Tôi về. Ê! Anh là xe buýt hả? Đúng giờ là chạy. Ê! Không lẽ anh không có chút đồng cảm nào với tôi sao? Anh nhẫn tâm bỏ một cô gái như tôi ở một nơi đầu không mông quạnh như vậy hả? Là cô kêu tôi chở tới đi. Nè, tôi có kêu anh chở tôi tới một nơi, nhưng mà tôi đâu có nói là ở chỗ này đâu. Cho dù là anh lái xe buýt, nhưng mà tôi còn chưa tới trạm. Tôi không rảnh chơi với cô. Ấy, chờ đã. Anh đưa tôi tới một nơi cuối cùng đi. Tôi đảm bảo là nơi cuối cùng. Đi đi. Ở đây đã niêm phong rồi. Cô về đây làm gì? Chỗ này là nhà của tôi, là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi trở về nhìn một chút không được sao? Hơn nữa, lần đầu tiên tôi gặp anh chính là khu vườn đằng sau nhà tôi đó. Chú cũng biết chuyện mẹ con qua đời khiến cho con rất đau lòng. Dì của con rất áy náy. Chú hy vọng con đừng trách dì của con quá nhiều. Ai cũng không muốn chuyện đó xảy ra. Dì của con cũng không muốn nhìn thấy con giống như vậy. Con yên tâm, sau này chú và dì của con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con. Con không còn gì Út nữa. Con còn nhỏ, có rất nhiều vấn đề. Bây giờ con vẫn chưa thể hiểu rõ được. Nếu con có chuyện gì, con cứ nói với chú, đừng có cất giấu ở trong lòng. Con muốn đi du học, rời xa chỗ này mãi mãi. Lại đây, anh xem. Mấy tờ giấy này là giấy niêm phong. Bên này còn có nữa nè. Lại đây, anh xem. Anh xem. Nhà, công ty, công trường, các công trình đều bị dán cái tờ giấy này hết. Có nhiều người suốt đời không nhìn thấy cái này, họ còn không nhìn thấy nhiều bằng tôi nữa. Có phải mở mang tầm mắt rồi không? À, mấy thứ này đúng là thần kỳ thiệt. Chỉ có một tờ giấy thôi, viết dài 3 chữ. Thì căn nhà của tôi, nơi tôi sống 20 mấy năm, một phút chốc không được vào nữa. Ê, làm gì vậy? Tôi về nhà. Cô uống say rồi. Nè, có người thân hay bạn bè nào tới rước cô không? Có. Hả? Tôi có một người anh họ. Anh ấy tên là Nghiêm Lịch. Cao Dương. Ngày mai sẽ tốt hơn thôi. Cái gì? Nè. Ê, cô tính làm gì? Đừng nói nha. Nuốt vô cho tôi. Cô. Tôi có tính giật. Anh coi, người này là dì Yên. Người này là anh đúng không? Là anh đó, anh mau nhìn đi. Chào Nghiêm Tổng. Nghiêm Tổng, DKK, bản kế hoạch sửa đổi xong chưa? Đem đi in đi. Nghiêm Tổng, kêu tất cả mọi người ở các phòng ban kế hoạch. Nghiêm Tổng, người của DKK đã tới đây rồi. Nhức đầu quá. Mình nằm dưới đất cả đêm luôn sao? Đúng là lạnh lẽo. Người sao thì nhà vậy. Có cần nhạt nhẽo như vậy không chứ? Hèn gì tính tình lại lạnh lùng như vậy. Dì Yên à, Dì mau tới rước con đi. Độc thân. Quả nhiên người sống xa lánh chỉ thua tuổi một mình. Kiểm tra xong xuôi. Trên bàn có một thẻ tín dụng, nó liên kết với vui nhìn bày của cô. Mật mã thanh toán là 696911. Cô đi mua đồ cần thiết, nhanh chóng thu xếp ổn thỏa. Quả nhiên là đứa cháu ngoan của dì Yên mà. Tôi biết ngay, anh sẽ không bỏ rơi tôi đâu. Anh ta cài cái này cho mình từ khi nào vậy? Cũng chu đáo thiệt.